Rồi, mến chào anh em. Hôm nay ngày 21 tháng 11 nè, thì hôm nay tiếp tục về mấy con Kuta GT anh em ơi. Con này GT 140 nha. Hàng này Kuta chính hãng anh em. Máy này tên là tình trạng này hàng dưới điện nè. Đó, đã qua sử dụng rồi, nhưng mà máy còn đẹp, còn kem, còn mới. Ủa cái này đâu ạ? Không đưa nè. Gì vậy? Cái này của máy nào đây, của ông nói gì vậy? Của mình nè. Em con đó nè. Cái máy này về anh em chỉ đổ dầu vô là chạy thôi anh em ơi. Lập chạy thôi. Kuta GT 140. Này tuy mặc dù nó đã qua sử dụng anh em, nhưng mà nó xài bốc lắm, chạy bốc hơi máy đồ rất là ngon, chung là ngon hơn cái dòng ZT mới giờ anh em. ZT mới giờ nó chạy nó hay, nó không có gồng máy, tiếng máy nó không có gồng, bốc không có lịch lãm. Đây không phải còn ZT này đã qua sử dụng anh em, cảm ơn. Cái này dưới tay 105 rồi anh em. Anh em nào cần xài máy thì cứ liên hệ anh em, thì bên mình có bán hỗ trợ trợ góp cho anh em á. Địa chỉ bên em thì nằm ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp anh em. Số điện thoại em là 0907715449 ha. Anh em nào có cần liên hệ xin xài máy, dòng máy nào cứ liên hệ nha. Rồi cảm ơn anh em. Anh em nhớ xem video, nhấn nút đăng ký kênh để mình nhận được nhiều video mới, những clip mới anh em. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi nha. Thân ái chào tạm biệt anh em.